Mời quý vị theo dõi bản tin nông thôn ngày mới. Thưa quý vị, tỉnh Lâm Đồng đã xác định được nguyên nhân ban đầu khiến cá chết trắng lồng tại thành phố Bảo Lộc. Nhiều hồ đập tại tỉnh Tuyên Quang có nguy cơ mất an toàn mùa mưa lũ. Đó là thông tin nổi bật trong bản tin ngày hôm nay. Và trong phần bình luận với khách mời, hãy cùng bàn luận câu chuyện phát huy giá trị sản phẩm OCOP vải 5 sao tỉnh Bắc Giang. Thưa quý vị, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 6 vừa qua xuất hiện tình trạng cá nuôi trong lồng của các hộ dân tại hồ Mai Thành, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng bị chết hàng loạt. Qua thống kê có khoảng 18 đến 20 tấn cá các loại bị chết, gây thiệt hại khoảng hơn 1 tỷ đồng. Hiện cơ quan chức năng thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra và xác định nguyên nhân ban đầu khiến hàng chục tấn cá nuôi trong lồng tại đây bị chết. Cụ thể, phòng kinh tế thành phố Bảo Lộc đã phối hợp với trung tâm nông nghiệp, ủy ban nhân dân phường Lộc Tiến và trung tâm phân tích Bảo Lộc kiểm tra tại khu vực nuôi cá lồng bè của hộ ông Trần Văn Tiến tại hồ Mai Thành. Quá trình kiểm tra, đánh giá cơ quan chức năng xác định rằng khu vực nuôi cá của ông Tiến nuôi theo hình thức luân canh gối vụ nên việc vệ sinh lồng bè khu vực nuôi bị hạn chế, làm cho môi trường nuôi cá không được đảm bảo. Hơn nữa, màu nước tại khu vực nuôi có màu xanh lơ lẫn huyền phù, phù du trong nước nhiều. Hiện nay, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bảo Lộc đã lấy mẫu nước tại khu vực để kiểm tra, đánh giá hàm lượng trao đổi chất, nồng độ oxy trong nước, cũng như thành phần nước và đang chờ kết quả. Thưa quý vị, hiện đang trong giai đoạn cao điểm của mùa mưa bão tại miền Bắc. Tuy nhiên, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tuyên Quang, địa phương này hiện có 37 hồ chứa nguy cơ mất an toàn về tính mạng và tài sản vùng hạ lưu trong mùa mưa bão. Theo thống kê, hiện nay toàn tỉnh Tuyên Quang có 317 công trình đập hồ chứa nước. Qua kiểm tra đánh giá hiện trạng an toàn hồ đập trên địa bàn tỉnh này, thì hiện nay có 237 hồ chứa có kết quả đánh giá an toàn, 43 hồ chứa có kết quả đánh giá cơ bản an toàn và 37 hồ chứa có nguy cơ cao, mất an toàn cao. Nhiều công trình hồ đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cần được duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp kịp thời. Tuy nhiên hiện nay toàn tỉnh Tuyên Quang mới chỉ có 18 công trình đập hồ chứa nước lớn và vừa được đầu tư tu sửa, nâng cấp bằng nguồn vốn VKB8 đã lập quy trình bảo trì theo quy định. Còn 40 công trình đập hồ chứa nước lớn và vừa chưa lập quy trình bảo trì cần được bố trí kinh phí để thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực triển khai thực hiện. Thưa quý vị, tại Thừa Thiên Huế, dự án hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi, Mộc Hàn, Phú Khê có tổng mức đầu tư các giai đoạn là 285 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án nhằm nạo vét khơi thông dòng chảy đảm bảo tiêu thoát lũ nhanh, giảm thời gian ngập úng kéo dài trong khu dân cư, vùng sản xuất. Tuy nhiên, nhiều hạng mục công trình thuộc dự án hiện chưa có mặt bằng, nên nhà thầu phải thi công cầm chừng và khó hoàn thành trong năm nay. Dự án hệ thống tiêu thoát lũ Phổ Lợi, Mộc Hàn, Phú Khê có tổng mức đầu tư các giai đoạn là 285 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương hơn 228 tỷ đồng, còn lại của địa phương. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án nhằm nạo vét khơi thông dòng chảy đảm bảo tiêu thoát lũ nhanh, giảm thời gian ngập úng kéo dài trong khu dân cư, vùng sản xuất thuộc các xã phường Phú Thượng, Phú Mậu, Phú Dương, thành phố Huế, đồng thời chống sạt lở bờ những đoạn sung yếu, khơi thông dòng chảy, tạo cảnh quan môi trường khu vực, thúc đẩy phát triển các làng nghề truyền thống phục vụ du lịch sinh thái. Theo kế hoạch thi công, dự án phải hoàn thành vào tháng 6 năm 2024. Tuy nhiên đến nay tổng giá trị khối lượng thực hiện mới chỉ được khoảng 60% do chưa giải phóng được mặt bằng. Thưa quý vị, đến thời điểm này, thủ phủ vải thiều Bắc Giang đã cơ bản kết thúc mùa vụ năm 2024. Theo đánh giá của cơ quan chức năng thì năm nay sản lượng vải thiều Bắc Giang giảm 50%, nhưng được đánh giá là có chất lượng cao nhất từ trước đến nay ạ. Vâng ạ, và giá vải thiều năm nay thì dao động từ 60.000 cho đến 100.000 đồng một kg. Và đây cũng là mức giá cao nhất từ trước đến nay đấy ạ, em Huy Hoàng ạ. Và cũng chia sẻ thêm là điều này thì cũng đã giúp cho phần nào nông dân trồng vải duy trì được lợi nhuận dù là mất mùa. Đặc biệt là cuối vụ vải thì một tin vui đã đến với nông dân Lục Ngạn khi mà trái vải tươi đã vượt qua 50 sản phẩm khác trong nhóm thực phẩm và chính thức được công nhận đạt sản phẩm OCOP cấp quốc gia. Vâng, mà theo tôi được biết thì Bắc Giang là địa phương nằm trong top đầu các tỉnh có số sản phẩm OCOP lớn nhất trên cả nước. Tuy nhiên vải thiều lại là sản phẩm OCOP 5 sao đầu tiên của tỉnh Bắc Giang. Vì vậy, việc được công nhận là sản phẩm OCOP 5 sao không chỉ là gia tăng thị trường, nâng cao giá trị, hướng tới xuất khẩu cho loại trái cây này, mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển cho nhiều sản phẩm OCOP tiềm năng khác của Bắc Giang nữa. Những trái vải của hợp tác xã này được chăm sóc, thu hoạch và bảo quản theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP, nhằm đảm bảo chất lượng, mẫu mã, vệ sinh an toàn thực phẩm.
Nhiều sản phẩm vải thiều của hợp tác xã đã có mặt tại các siêu thị lớn và xuất khẩu sang Nhật Bản, EU. Năm 2023, tỉnh Bắc Giang đã đề nghị Trung ương đánh giá công nhận sản phẩm vải thiều Lục Ngạn của hợp tác xã đạt sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia. Trong suốt một năm qua, hợp tác xã đã từng bước chuẩn hóa quy trình sản xuất cũng như hoàn thiện hồ sơ. Cuối tháng 6 năm 2024, vải thiều Lục Ngạn đã được đánh giá trên 90 điểm, đủ điều kiện để công nhận sản phẩm OCOP 5 sao. Chúng tôi sẽ phát triển mở rộng diện tích và thêm các tổ hợp tác xã liên kết để có nhiều cái sản lượng chất lượng hơn để phục chỗ OCOP 5 sao cũng như xuất khẩu và hỗ trợ người dân địa phương thu hoạch với và bán sản phẩm theo chương trình của OCOP 5 sao. Như vậy, sau nhiều năm đặt mục tiêu, Bắc Giang đã có sản phẩm OCOP cấp quốc gia đầu tiên. Trước đó, ngành nông nghiệp địa phương đã hình thành các vùng sản xuất vải chuyên canh chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính. Trong thời gian tới, Bắc Giang sẽ có những kế hoạch cụ thể để có thể phát huy tiềm năng của sản phẩm OCOP 5 sao vải thiều Lục Ngạn. OCOP chúng ta không phải là trên thị trường trong nước đó, được chấm khi mà được công nhận từ 1 đến 5 sao thì cái mở ra các cái thị trường thế giới, đặc biệt là Trung Quốc. Thế và vừa rồi là Thứ trưởng đã đi Mỹ thì chúng ta thấy rằng là Mỹ cũng đã chấp nhận những cái sản phẩm như thế. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mà sản phẩm 5 sao là một cái sản phẩm cao cấp nhất của cái sản phẩm OCOP thì nó đã cơ hội rất lớn cho cái việc là mở rộng thị trường và tạo ra thêm cái danh tiếng cho sản phẩm vải thiều ở Bắc Giang, và từ đó thì thúc đẩy cho cái sản xuất trong cái chế biến trong thời gian tới. Sau vải thiều, Bắc Giang đặt mục tiêu sẽ sớm đưa mì chủ, rượu Làng Vân lên thành sản phẩm OCOP 5 sao. Có thể nói, chương trình OCOP đã và đang tạo sức bật mới, khơi dậy tiềm năng sản xuất nông nghiệp và tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn của tỉnh Trung Du này. Và cũng xin được thông tin thêm từ quý vị khán giả là để được đánh giá OCOP, sản phẩm sẽ phải đạt được 3 nhóm tiêu chí chính, là nhóm đánh giá về sản phẩm và sức mạnh cộng đồng, tiêu chí đánh giá về khả năng tiếp thị và nhóm tiêu chí đánh giá về chất lượng sản phẩm. Sản phẩm đạt OCOP 5 sao sẽ phải có tổng điểm trung bình đạt từ 90 đến 100 điểm. Dạ vâng. Và qua chia sẻ của anh Huy Hoàng thì chúng tôi cũng càng phần nào thấy được là hành trình dài với nhiều thách thức mà vải thiều Lục Ngạn cũng đã phải vượt qua. Sau khi đạt 5 sao thì một con đường khác với rất nhiều những cơ hội khác cũng sẽ mở ra. Tuy nhiên, làm thế nào để vải thiều Lục Ngạn có thể phát huy được hiệu quả từ chứng nhận OCOP 5 sao lại là một câu chuyện khác. Và để giúp cho quý vị hiểu hơn về điều này thì chúng tôi cũng đã để mời đến trường quay ngày hôm nay nhà báo Hoàng Trọng Tùy, nguyên tổng biên tập tạp chí Nông Thôn Mới. Xin cảm ơn nhà báo đã nhận lời tham gia chương trình cùng với chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin chào quý khán giả. Vâng ạ, nhân sự kiện là vải thiều của Bắc Giang thì được chứng nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia thì không biết là cái sự kiện này thì gợi cho nhà báo những cái suy nghĩ như thế nào? Gợi cho tôi có hai cái suy nghĩ chính. Cái suy nghĩ thứ nhất là sức mạnh của cộng đồng. Đây là một cái tiêu chuẩn rất là nặng và rất ít các cái sản phẩm vượt qua và nó xứng đáng 5 sao là chính là cái sức mạnh của cộng đồng. Vậy thì sức mạnh của cộng đồng ở đây thì chúng ta hiểu là thứ nhất đây là như là ở hợp tác xã đã đạt cái sản phẩm vải thiều 5 sao ấy. Thì thứ nhất là nó có 40 cái thành viên chính thức của hợp tác xã. Thứ hai, 100 thành viên chính liên kết nằm ngoài hợp tác xã. Và thứ ba nữa là vai trò của chính quyền, có thể nói là bền tâm sáng tạo và người ta kiên định để đi đến cái sản phẩm cuối cùng. Có thể nói là niềm tin của cộng đồng và sự cố kết ấy đã tạo nên cái chất lượng của quả vải. Sau khi nó được gây tiếng vang ở trong nước, mà một cái thị trường mà thế giới người ta quan niệm đó là vương quốc của hoa trái nhiệt đới là Thái Lan, mà đến nỗi như vậy là người ta đã làm một cái cơ trong đó có hình ảnh của vải thiều và tiếng nói, và người ta thu hút khách du lịch của toàn thế giới đến và người ta rất thích cái này. Và tôi còn nhớ đó là chắc chắn là một khách của Singapore mong làm sao cái vải thiều của Việt Nam để có ở Singapore nhiều hơn, mở ra một cái cánh cửa rất lớn cho một cái vùng vải mà chúng ta nói là ngon nhất của thế giới. Dạ vâng ạ, và chúng ta có thể thấy là trong hành trình mà trái vải thiều của chúng ta đạt được chứng nhận OCOP 5 sao thì đã có cái sự nỗ lực rất nhiều của chính quyền địa phương trong việc là khuyến khích các cái chủ thể sản xuất chúng ta sáng tạo hơn trong tư duy này, ứng dụng công nghệ, và ngoài ra thì là còn áp dụng và nhanh nhạy trong đón đầu xu hướng thị trường nữa. Vậy thì nhà báo Hoàng Trọng Thủy đánh giá như thế nào về cái câu chuyện này ở đây? Tôi đánh giá gọn là trong 6 chữ. Một là biết việc. Hai, đúng vai. Ba, đó là đồng hành với người nông dân. Vậy thì đúng vai ở chỗ nào? Thì trước hết chúng ta nói là chính quyền là vai quản lý. Có thể nói là cái công tác quản lý rất nhiều năm nay
đặc biệt là vào trong vụ vải đối với lại chính quyền của Bắc Giang và Lục Ngạn. Tôi nói là vào cuộc một cách rất là quyết liệt. Thứ nhất là người ta không can thiệp sâu vào trong quá trình sản xuất, đó là việc của hợp tác xã và việc của nhà nông. Nhưng người ta quản lý xã hội và tạo ra một cái không gian để cho như vậy là hoạt động sản xuất, hoạt động giao thương và khách đến mua hàng dù là nước ngoài, Trung Quốc hoặc là người ở miền Trung và miền Nam ra trong một cái không khí thân mật, uy tín và đủ độ tin cậy lẫn nhau. Tôi cho đó nó là một cái không gian mà ai đến đó cũng như là trở về nhà. Thì tôi cho đây là một cái việc mà chính quyền mà quản lý tốt nhất. Thế đúng việc nó ở chỗ nào? Đúng việc ở cái chỗ đó là người ta biết chọn ra những khâu mà các thị trường yếu. Nhưng ở Bắc Giang không có cái điểm yếu đó. Mà để làm vui lòng khách đến và vừa làm khách đi. Chúng ta có thể nói là hiện thực ép cân. Chúng ta nhớ là cách đây một vài năm. Đúng không? Mua cả kể cả cũng vậy. Hai nữa là hiện thực ép giá. Đúng không? Thứ ba nữa là làm rối loạn thị trường đối với lại các cái thương lái. Nhưng ở đây về mặt quản lý của xã hội thì như vậy là kiểm tra, giám sát, thực thi và anh nào làm sai thì dứt khoát là xử lý đến nơi đến chốn. Làm cho khách hàng người ta đến nó có độ tin cậy rất là cao. Người sản xuất cũng cảm thấy vừa lòng và cảm thấy có một người chính quyền đứng bên cạnh mình trong một cái hành trình vừa sản xuất và vừa như vậy là giao thương. Cái việc nữa mà chúng ta thấy nó rất trọng tâm đó là sự chống lại cái sự gian lận về thương mại. Ngoài cái chuyện là ép cấp ép giá là một số người làm, nhưng nó còn quản lý rất chặt chùng chồng. Cho nên nó là không có những cái hiện tượng mà khi tôi thiếu hàng, tôi lấy mã vùng của anh để tôi đưa vào mã vùng của tôi và tôi bán. Mà nếu làm như vậy thì một cái cuộc hành trình mà bán hàng sẽ gặp khó khăn. Cho nên tôi đánh giá là đúng vai đúng việc, nhưng đồng hành cùng với lại dân dông bắt đầu mở vụ cho đến kết thúc mở vụ. Và những cái lúc khó khăn nhất thì mở hội nghị trực tuyến. Và chính như vậy là chủ tịch ngồi để cùng kết nối với các cái hàng và các cái doanh nghiệp và các cái thương gia. Tôi cho là một cái chính quyền và trong cái cách điều hành sản xuất như thế này đáng học tập, đáng ngưỡng mộ. Vâng ạ, rất nhiều người thì cho rằng là việc mà trái vải thiều Bắc Giang được công nhận là sản phẩm OCOP 5 sao thì mở cho chúng ta rất nhiều những cơ hội phát triển thị trường. Tuy nhiên thì cũng có rất nhiều những thách thức đang chờ đợi chúng ta, thì không biết là theo ý kiến của nhà báo Hoàng Trọng Thủy thì những thách thức đó là gì thưa nhà báo? Những thách thức, ba cái thách thức lớn. Cái thách thức đầu tiên là không thể tránh được thiên thời tiết, không làm chủ được nó. Thu hoạch thời gian ngắn, trời thì lại rất là nắng, hái rất là sớm, bán phải là nhanh. Nếu không thì nó chuyển gam màu một cái thì tôi nghĩ rằng là không có doanh nghiệp mà nắng mua. Như vậy là cái thách thức đó là thách thức lớn nhất. Cho nên nó đòi hỏi cái tư duy mà khuyến nông, hợp tác xã và kể cả cái công tác truyền thông để mà làm sao người ta hiểu được cái chỗ này, để mà bố trí thời gian nhân lực để làm tốt. Đấy là cái thứ nhất. Cái đi theo cái thời tiết đó chính là cái dịch hại mà chúng ta thấy là năm nay mất mùa. Có những cái vườn vải mất mùa 100%. May mà cái giá nó còn cứu lại ở trên tổng của cả tỉnh thôi. Thế thì ở đây là nó hay mắc vào một cái bệnh, cái dịch bệnh. Cái dịch bệnh ấy là sâu cắn nõn. Cái thứ hai nữa ấy là hay bị sâu ở cuống vải. Mà chúng ta khi bóc ra chúng ta thấy một cái màu nâu nâu. Thì như vậy là thời tiết nó gắn với lại dịch bệnh. Cho nên nó là cái công tác mà khuyến nông cộng đồng và chia sẻ lẫn nhau, tôi cho đó là một cái thách thức mà chúng ta đòi hỏi cái tính cộng đồng về cao hơn. Cái thách thức thứ hai nữa ấy là chế biến sâu. Chế biến sâu của vải chúng ta thấy nó còn có mức độ. Hợp tác xã còn thiếu công nghệ. Thế và các cái doanh nghiệp thì cũng chưa mạnh dạn táo bạo và dám làm. Như vậy đấy là cái thách thức thứ hai để nâng cái giá trị của mình. Cái thách thức thứ ba nữa đó chính là cái khả năng như vậy là giữ giống và giải quyết vấn đề phát triển bền vững của cái vùng này để mở thị trường xa hơn. Mà bền vững của nó phụ thuộc vào ba yếu tố cơ bản. Một là đất. Như vậy là làm sao cái đất đó nó phải là khỏe đất. Và nó phải được cái là liên tục cho những cái phân hữu cơ và các cái vi sinh để cho cái giống nó khỏe và cái trái nó tốt. Cái thứ hai nữa là nước tưới. Cái nước tưới bây giờ phải chiếm dần tới như vậy là tưới chính xác và tưới tiết kiệm, tưới thẳng vào gốc cây, đảm bảo theo sinh trưởng của cây trồng và quá trình vận hành, đổi chất của cái quả vải. Thì cái điều này trên một cái diện tích rộng cũng đòi hỏi vốn, đòi hỏi kỹ năng và đòi hỏi như vậy là một sự giám sát chặt chẽ, như vậy là áp dụng khoa học công nghệ cao, cũng đang đòi hỏi những cái thách thức lớn đối với người nông dân trong nâng cao cái kiến thức của mình. Đó là những cái thách thức lớn nhất mà chúng tôi cho. Và đi kèm theo đó thì người dân vẫn còn cái lo lắng là làm sao cái hệ thống bảo quản sau thu hoạch nó phải được ở trong cái kho lạnh và người dân dễ dàng gửi vào, người dân dễ dàng
lấy ra, người dân dễ dàng thuê, và nó gắn với lại ở vùng sản xuất. Đó là những cái thách thức lớn nhất mà người dân cần thuê. Dạ vâng ạ, theo nhà báo Hoàng Trung Thủy, vậy thì từ kinh nghiệm của những cái sản phẩm mà chúng ta đã đạt được OCOP 5 sao trước đây, thì theo nhà báo chúng vải thiều lục ngạn của chúng ta thì cần có tận dụng những cái tài nguyên nào để có thể phát huy lợi thế của một cái sản phẩm của quốc gia và từ đó thì mang lại giá trị và lợi nhuận cho người nông dân ạ? Có ba cái trở thành cơ hội mà người dân cần phải làm. Cái thứ nhất là cái nhu cầu mua vải không phải là chỉ có động của miền Bắc, còn ở miền Nam, còn ở miền Trung, và còn ở như vậy là nước ngoài. Như vậy là chính cái nhu cầu đó mới trở thành một cái động lực để cho phát triển. Tôi cho cái này là lớn nhất, chứ không phải rằng là vấn đề thị trường với lại quả vải của ta hơn. Cái nhu cầu của sẵn của các thị trường nó sẽ thúc đẩy anh, nó đứng đằng sau anh và đẩy anh vào. Phải mở ra các cái sản phẩm hữu cơ này và cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn 5 sao được nhiều hơn nữa. Đấy là cái người nông dân phải tận dụng. Cái thứ hai nữa mà phải hết sức tận dụng, đó là phải tận dụng công nghệ số. Tôi nói như ví dụ vừa rồi Thái Lan có phải là sản phẩm của người ta đâu, nhưng người ta đưa vào trung tâm thương mại, làm các sticker và có âm thanh và có tiếng nói. Như vậy là anh phải đổi mới ngay từ các cái doanh nghiệp, và phải kéo các doanh nghiệp vừa và nhỏ và cùng làm xuất khẩu với lại nông dân. Đấy mới là cái thứ hai để đẩy ra vấn đề thị trường. Cái ba nữa là phải kết hợp với là cả du lịch, và đồng thời là làm cái văn hóa của cái người Kinh Bắc để mà làm sao mà thân thiện hơn nữa, cởi mở hơn nữa, và hiểu biết thị trường hơn nữa, đoán được những cái thông tin của thị trường và biết tung ra thời điểm đúng nhất. Đó chính là ba yếu tố, ba trụ cột cấu thành để làm để cho cái người nông dân thu nhập được cao hơn. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của nhà báo Hoàng Trọng Thủy ạ. Vâng, thưa quý vị khán giả, đến nay thì cây vải đã được trồng tại nhiều địa phương trên cả nước, nhưng ít nơi nào có được những trái ngọt thơm ngon, vỏ mỏng, cùi dày, hạt nhỏ như là vải Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang. Vào năm 2023 thì Tổ chức Kỷ lục Châu Á đánh giá vải thiều Lục Ngạn lọt danh sách đặc sản Việt Nam đạt kỷ lục châu Á theo Bộ Tiêu chí Giá trị Ẩm thực Châu Á. Và năm 2024 tiếp tục trở thành dấu mốc quan trọng khi loại trái cây này đã được công nhận là sản phẩm OCOP quốc gia. Vâng ạ, và chúng ta có thể thấy là những danh hiệu sẽ thật sự tỏa sáng nếu mà nông dân chủ thể biết cách tận dụng cơ hội, phát huy giá trị. Và hy vọng là những chia sẻ của nhà báo Hoàng Trọng Thủy ngày hôm nay sẽ gợi mở về vải thiều Lục Ngạn có những bước phát triển mới, xứng đáng là sản phẩm OCOP 5 sao. Và một lần nữa xin cảm ơn nhà báo Hoàng Trọng Thủy ngày hôm nay đã có những cái chia sẻ rất là hữu ích ạ. Và quý vị cũng đừng rời mắt khỏi màn hình, chương trình chúng ta sẽ còn tiếp tục với nhiều thông tin hấp dẫn khác. Thưa quý vị khán giả, hình ảnh mà quý vị khán giả đang nhìn thấy trên màn hình lúc này đây là một cây xoài cổ có tuổi đời gần 200 năm tuổi. Và xin bật mí thêm tới chị Quỳnh Anh cũng như là quý vị khán giả. Đây là cây xoài có chiều cao gần 20 mét và đường kính thân khoảng 2 mét. Đây là một trong những cây xoài cổ nhiều tuổi nhất tại huyện Yên Châu của tỉnh Sơn La. Vâng ạ, và tôi cũng biết thêm được một thông tin nữa về cây xoài này, đó chính là đây là cây xoài thuộc giống xoài tròn của huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Đây là giống xoài bản địa duy nhất tại miền Bắc nước ta được liệt kê trong danh mục của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hiệp Quốc FAO cần được giữ gìn và phát triển, và được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và hệ thống nhận diện thương hiệu đấy ạ. Vâng, và người dân và chính quyền địa phương nơi đây thì cũng nhận thức rất rõ một điều rằng đây là giống xoài quý, chính quyền và người dân huyện Yên Châu đã tích cực bảo tồn nguồn gen và phát triển giá trị thương mại. Hiện cây xoài này thuộc sở hữu của một hộ dân sống tại bản Napa, xã Sập Vạt, huyện Yên Châu của tỉnh Sơn La. Cây xoài không chỉ có giá trị về mặt văn hóa lịch sử mà còn là cây đầu dòng để lai tạo, phát triển hàng trăm hecta xoài tròn Yên Châu, một loại cây trồng phát triển kinh tế của người dân tộc Thái ở Yên Châu, Sơn La. Vâng, và nhận thức được giá trị của cây di sản thì chính quyền địa phương cũng đã cùng với người dân chung sức để bảo tồn và chăm sóc cây xoài cổ này. Đây là cây xoài cổ 200 năm tuổi, nằm tại bản Napa, xã Sập Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Cây có chiều cao gần 20 mét và đường kính thân gần 2 mét. Năm 2018, cây xoài này là một trong hai cây xoài cổ thụ đầu tiên của tỉnh Sơn La được công nhận là cây di sản Việt Nam. Tính đến cái thời điểm này là cây xoài này nó đã gần 200 năm. Đấy, thế thì cái cây xoài này thì có rất nhiều cái ý nghĩa đối với lại dân bản, cũng như là cái nó là cây đặc sản và là cây cổ thụ to nhất của xã và của bản. Nhận thức được cây trồng quý của địa phương, tỉnh Sơn La và huyện Yên Châu đã thực hiện đề án bảo tồn và phát triển giống xoài tròn ở Yên Châu mang chỉ dẫn địa lý.
Cây xoài này là một trong 19 cây xoài đầu dòng để lai tạo, phát triển diện tích xoài tròn trên địa bàn huyện Yên Châu. Để chăm sóc tốt cho cây, chính quyền địa phương thường xuyên hướng dẫn người dân chăm sóc để cây sinh trưởng tốt. Hướng dẫn các hộ chủ hộ gia đình có cái cây xoài cổ thụ này là chăm sóc hàng năm theo định kỳ, cây xoài nó sinh trưởng phát triển tốt để lấy cái nguồn gen từ cây xoài này để phát triển ra mở rộng ra cái diện tích. Không chỉ có giá trị về mặt nông nghiệp, cây xoài cổ còn là biểu tượng văn hóa, lịch sử ở bản làng của người Thái tại xã Sập Vạt, huyện Yên Châu. Bà con nhân dân rất là quý, thường xuyên là tụ tập về đây, rồi dưới bóng râm của cây này, cây cổ thụ này để bàn chuyện công việc, rồi có những lúc thì có ca hát rồi múa dưới cái tán cây này cũng rất là có ý nghĩa đặc biệt với bà con nhân dân. Vừa là cái phát triển cái giống xoài bản địa, nhưng vừa là cái tâm linh của người bản địa, cũng vừa là cái văn hóa người bản địa. Thế nên là bảo tồn, phát huy giá trị của cây xoài cổ là điều hết sức quan trọng và phải lưu giữ, gìn giữ trong thời điểm hiện nay. Từ năm 2017, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã thực hiện đề tài bảo tồn và phát triển giống xoài tròn ở Yên Châu mang chỉ dẫn địa lý. Trong quá trình thực hiện, đã tuyển chọn được 19 cây xoài đầu dòng trong vùng chỉ dẫn địa lý để phục vụ tạo giống, sản xuất cây giống đạt chất lượng để người dân trên địa bàn huyện áp dụng mở rộng diện tích. Vâng, thưa quý vị, từ những cây đầu dòng như cây xoài di sản, huyện Yên Châu đã phát triển 200 hectare xoài tròn Yên Châu. Bên cạnh khai thác giá trị thương mại từ thương hiệu xoài tròn Yên Châu, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Châu chủ trương phát triển du lịch tại những bản người Thái, nơi còn lưu giữ hàng trăm gốc xoài cổ. Vâng ạ, và việc triển khai thực hiện bảo tồn và phát triển giống xoài tròn ở Yên Châu thì đã mang chỉ dẫn địa lý, sẽ góp phần giữ gìn những đặc tính ưu việt của giống xoài tròn Yên Châu với vị đặc trưng thơm ngon đậm đà, vỏ xanh thịt vàng, để xoài tròn Yên Châu ngày càng được khẳng định thương hiệu và được thị trường trong và ngoài nước đón nhận, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Thưa quý vị, sở hữu lợi thế về vị trí địa lý và hệ sinh thái tự nhiên đa dạng với đầy đủ vịnh, biển, đảo, núi và hệ thống rừng nguyên sinh, Vân Đồn trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu tại miền Bắc. Trong dịp cao điểm của mùa du lịch như hiện nay, mỗi ngày tuyến đảo này đón nhận hàng chục nghìn du khách tới tham quan, trải nghiệm và lưu trú tại đây. Vâng, có thể thấy là trong thời gian gần đây thì sự phát triển nóng của du lịch thì cũng đang mang đến những áp lực về hạ tầng, chất lượng dịch vụ và đặc biệt là môi trường nữa. Cũng như nhiều vùng biển khác thì rác thải nhựa đang chiếm tới hơn 90% tổng lượng chất thải rắn tại Vân Đồn. Và phần lớn thì rác thải nhựa có liên quan đến những cái sản phẩm có đồ ăn mang đi của người dân và du khách đó ạ. Vâng, và nhằm phát triển du lịch một cách bền vững, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đạt mục tiêu đến năm 2025 giảm 50% lượng rác thải nhựa trên địa bàn các xã đảo Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng, Thắng Lợi, Bản Sen, tiến tới xóa rác thải nhựa ở các địa phương này vào năm 2030. Nhiều giải pháp đang được các xã đảo tích cực triển khai nhằm xây dựng điểm đến du lịch xanh. Vâng ạ, như vậy là sau Vịnh Hạ Long và huyện đảo Cô Tô thì huyện Vân Đồn chính là điểm đến tiếp theo của tỉnh Quảng Ninh chủ trương hạn chế rác thải nhựa trong hoạt động du lịch với mục tiêu là bảo vệ hệ sinh thái, hướng tới phát triển du lịch xanh và bền vững. Đây cũng được xem là giải pháp quan trọng giúp tăng khả năng cạnh tranh của điểm du lịch này và biến đây trở thành điểm dừng chân lý tưởng dành cho du khách. Ngay từ khi đi vào hoạt động hơn 4 năm trước, khách sạn này là một trong những cơ sở tiên phong thực hiện giảm thiểu đồ nhựa dùng một lần trong các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại xã đảo Minh Châu, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Đưa ra thông điệp là bảo vệ môi trường cho đảo và giữ được cái môi trường cho biển đảo ngày một đẹp hơn. Các mô hình thu gom rác thải nhựa được đặt ở các điểm du lịch tập trung đông du khách như bãi biển, phố đi bộ. Nhiều cơ sở dịch vụ chú trọng thiết kế thân thiện với môi trường, không tổ chức các hoạt động ăn uống trên bãi biển để bảo vệ môi trường. Bên cạnh hạn chế lượng rác thải do du khách mang từ đất liền, xã Minh Châu cũng tăng cường tuyên truyền từng bước thay đổi nhận thức thói quen của cộng đồng và các đơn vị kinh doanh dịch vụ trong giảm thiểu nguồn rác thải nhựa. Trong thời gian sắp tới thì để giảm thiểu chất thải thì chúng tôi cũng đồng hành với chính quyền địa phương để giảm chất liệu rác thải như chai nhựa và túi ni lông để bảo vệ môi trường. Người dân và doanh nghiệp thì là chủ thể trong cái việc mà triển khai thực hiện cái
phát triển du lịch bền vững. Để tuyên truyền và nâng cao ý thức thì mình phải là người đầu tiên, thì mình triển khai thực hiện thì mình mới tuyên truyền được cho du khách và những người xung quanh. Bước vào mùa du lịch, lượng khách đến với Vân Đồn và các tuyến đảo đang có xu hướng tăng cao. Nỗ lực phát triển du lịch xanh giúp du lịch Vân Đồn duy trì được sự hấp dẫn với đông đảo du khách.